Ông Đồ. Mỗi năm hoa đào nở, lại thấy ông đồ già bày mực tàu giấy đỏ bên phố đông người qua. Bao nhiêu người thuê viết, tấm tắc ngợi khen tài, hoa tay thảo những nét như phượng múa rồng bay. Nhưng mỗi năm mỗi vắng, người thuê viết nay đâu, giấy đỏ buồn không thắm, mực đọng trong nghiên sầu. Ông đồ vẫn ngồi đấy, qua đường không ai hay, lá vàng rơi trên giấy, ngoài trời mưa bụi bay. Năm nay đào lại nở, không thấy ông đồ xưa. Những người muôn năm cũ, hồn ở đâu bây giờ? Thank you.
không thấy ông đồ xưa. Những người muốn nắng cổ hồn ở you